Không có gì đáng ngạc nhiên khi mọi người đều khiếp sợ cá sấu, bởi vì đơn giản chúng là một loài bò sát ăn thịt đã xuất hiện từ 83,5 triệu năm nay cùng mình khám phá 5 loài cá sấu lớn nhất thế giới trong video này. 5. Cá sấu Trung Mỹ. 4. Cá sấu Caiman đen. 3. Cá sấu Bắc Mỹ. 2. Cá sấu sông Nin. Đứng vị trí số 1 là cá sấu nước mặn.